Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An có 69 công đoàn cơ sở, 43 công đoàn cơ sở thành viên với tổng số 8.918 cán bộ, công nhân viên chức, lao động. Với sự lãnh đạo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa công đoàn và chuyên môn đồng cấp, nhiệm kỳ 2017-2023, các cấp công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 5 đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của ngành. Tiếp nối những thành công kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2017-2023, Đại hội Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, khát vọng và phát triển. Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 5 năm 2023 tại nhà khách Nghệ An, số 4, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, Nghệ An. Chương trình đại hội sẽ được live stream trên các nền tảng số mạng xã hội. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.